Xin chào quý anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại mình đang có mặt tại ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì ngay tuyến đường nhựa này là đường nhựa Long Giao Bảo Bình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô đất vườn trái cây bao gồm bơ, mít, sầu riêng, có diện tích là 2 sào. Lô đất cách cái tuyến đường nhựa này khoảng tầm 500-600 m, ngay con đường bê tông này chạy vào này anh chị nè. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong đó để mình quay review chi tiết lô đất này cho anh chị mình xem nha. À quên, trước khi vào chia sẻ chi tiết lô đất thì mình cũng giới thiệu sơ sơ về cái hướng của cái tuyến đường nhựa Long Giao ở bên này cho anh chị mình nắm sơ qua nha. Thì mình sẽ đi về hướng này nè anh chị nè. Và sẽ đi về hướng quốc lộ 56 ngay chỗ trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, cách khoảng tầm 6-7 cây số gì đó là sẽ tới. Và mình đi ngược về hướng này nè, là sẽ đi về trung tâm xã Bảo Bình, chợ Bảo Bình. Khu vực này dân cư cũng khá là đông. Thì đất ở đây đa số là đất đỏ Ba Giang, trồng trái cây là chính. Tổng diện tích của xã Bảo Bình là có trữ lượng trái cây đất vườn là lớn nhất ở huyện Cẩm Mỹ so với các xã khác đó anh chị. Rồi bây giờ anh chị mình cùng theo chân em vào xem cái vườn này nha. Rồi sau khi đi một quãng đường khoảng tầm 400-500 m bằng tuyến đường bê tông này thì chúng ta sẽ gặp một cái miếng đất vườn có cái hàng rào lưới B40 bên cạnh đây nè, là cái mảnh vườn này nè anh chị nè. Đó, thì cái mảnh vườn này thì có tổng diện tích là 2 sào là 2000 m², là sổ riêng rồi nha anh chị nha. Đây, cái vườn này thì nó có gồm 3 loại cây, đó là sầu riêng khoảng 4-5 tuổi và mít và một số cây bơ. Thì cái vườn này thì không có được dọn cỏ kỹ, nhìn nó cũng không được đẹp mắt lắm. Nhưng mà cái vườn này thì cái hình dáng của cái mảnh vườn này thì rất là đẹp anh chị. Tại vì nó rất là bằng phẳng, rất là vuông vắn luôn. Mặt tiền trước của nó là 35 m, chiều sâu là 58 m chiều sâu. Thì đây là cái thông tin của cái sơ đồ thửa đất trên cái bản đồ quy hoạch của tỉnh Đồng Nai nè anh chị nè. Đó, mặt trước của nó là 35 m đó, và chiều sâu là 58 m, thì nó cũng rất là vuông vắn luôn anh chị. Thì mặt tiền rất là rộng ha, 2 sào thôi nhưng mà mặt tiền ở trước là tới 35 m lận, chiều sâu là 58 m. Đây, thì lô đất này là đã có sổ riêng và đã chia ranh giới mốc rõ ràng hết rồi, nên là có hàng rào lưới xung quanh hết luôn rồi. Thì anh chị mình yên tâm ha, khỏi sợ lo tranh chấp vấn đề gì cả. Rồi, mình xin nhắc lại cho anh chị mình được biết rõ rằng là mặt tiền của lô đất này là 35 m và chiều sâu là 58 m ha, tổng diện tích là 2 sào anh chị ha. Đó, thì ngay cái lưới B40 này nè, anh chị thấy không? Đó, hàng rào hết luôn rồi. Thì có cái cổng mà hôm nay mình vào đây mình đi ngang, mình không có dặn trước để mình lấy chìa khóa để mình vào bên trong để mình quay review cho anh chị mình xem cho nó rõ ha. Nhưng mà cơ bản là đứng đây mà mình nhìn thấy cũng tương đối rõ cái vườn này rồi. Thì diện tích nó cũng không có lớn lắm, cho nên là cái vườn cơ bản nó chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Chủ yếu là 2000 m² này chủ yếu là trồng là sầu riêng với mít vậy thôi, với một số cây bơ vậy thôi nè. Sầu riêng có trái rồi đó anh chị, em quay gần cho anh chị mình xem. Đó, zoom lại chút xíu cho anh chị mình coi cho nó rõ ha. Rồi, đây vườn cũng khá là đẹp mắt đây, anh chị mình mua về là có sầu riêng ăn luôn ha. Rồi, cái giá bán của cái mảnh vườn này á, là 2 sào này là 3 tỷ 650 triệu, thì nó khoảng đâu đó khoảng tỷ 8, hơn tỷ 8 sào chút xíu ha anh chị ha. Đó, cái vườn này thì khỏi che rồi, anh chị nào thích mà kiếm một mảnh vườn nào diện tích 1-2 sào mà có vườn trái cây sẵn và sổ riêng vậy là ít lắm anh chị. Rồi đây, thì cơ bản là bên đây cũng là một vườn trái cây cũng tương tự như vậy nè, khá đẹp mắt này. Đường thì đường thông anh chị ha, đường thông vô đi ra nhiều hướng. Cơ bản đường bê tông nông thôn này thì xe ô tô sánh xe máy, xe ô tô vào tận đất nha anh chị.
từ đây mà về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 80 km, mà về sân bay quốc tế Long Thành là khoảng tầm 30 đến 35 km nha anh chị. Đó, thì cái giá của cái lô đất này thì mình xin báo luôn 3 tỷ 650 triệu. Thì ở đây thuộc về ấp Tân Xuân, ấp Tân Hòa chứ, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì ngay từ đầu video mình đã giới thiệu rồi, thì xã Bảo Bình thì đa số là vườn trái cây là nhiều, và cái vị trí xã Bảo Bình đi ra ngoài trung tâm huyện thị trấn Long Giao nó cũng rất là gần anh chị. Đây là một trong những xã mà có cái vị trí và đường đi thuận tiện, cũng như là đất vườn trái cây rất là nhiều. Từ đây mà đi ra ngoài quốc lộ 56 rồi mình lên cao tốc mà Dầu Dây Phan Thiết đang làm anh chị, mình về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần. Rồi, cơ bản thì mình đã giới thiệu xong cái vườn này rồi ha. Anh chị nào mà quan tâm cái lô đất này thì mình liên hệ cho em qua số điện thoại là 0935 605 866, thì em sẽ gửi sổ cũng như là thông tin lô đất này, sổ cho anh chị mình xem thông tin chi tiết của lô đất này ha, để mình có thể nắm một cách chính xác hơn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video mới.